Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình và mình là PUBG Gamer đây. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với tựa game PUBG. Hay cái nhân vật của mình có rất là chất chơi không? Cái nhân vật gọi là có một cái đầu tóc ram block gọi là màu đỏ, xong rồi áo là áo phông rất là chất nha. Túi đồ đấy các kiểu mà nhìn luôn. Cơ bắp cuồn cuộn đúng không? Rất là giống cái màu da của mình. Rất là giống màu da luôn. Ok. Bắt đầu tìm kiếm trận đấu. 27 giây rồi, nay lâu thế các bạn nhỉ. Tìm trận hơi lâu rồi đấy. Rồi. Đấy, vừa nó hơi lâu phát là nó có trận đấu luôn rồi. Ok, đây là các bạn hướng dẫn của PUBG. Đó, 1, 2, 3, 4, không biết là cái gì đây. Ok, mình không cần quan tâm cái đấy, mình chỉ cần biết những cái phím mình chơi là đủ lắm rồi. Ok. Chúng ta cái chơi cái chế độ mà góc nhìn thứ nhất các bạn, góc nhìn thứ nhất FPP ấy, thì mình cảm giác như là dễ chơi hơn. Ngày hôm nay mình sẽ chơi cái map FPP và chơi cái map Sanhok đó. À đâu, chơi chế độ FPP và chơi cái map Sanhok đó. Thật sự mình thấy cái map ấy rất là đẹp. Nhưng mà để mà nhìn thấy nhân vật mà chạy thì nó khó hơn là cái map sa mạc kia. Map sa mạc thì nhìn người dễ hơn nhưng mà nhìn nó hơi xấu, nhìn nó chán các bạn. Chơi cái map này nhìn nó gọi là game sinh động hơn. Đấy anh em thấy không? Rồi, bây giờ mình đã bắt đầu rồi nè. Trận đấu sắp bắt đầu trong 33 giây nữa, 32 giây nữa, 31. Rồi. Ok, đây các bác sát thông các bạn này. Mắt này mình nghi là chắc chắn đây là cái mắt của Thái Lan các bạn. Vẽ thật nhìn giống Thái Lan lắm. Đấy các bạn nhìn góc nhìn thứ nhất nè. Chúng ta không nhìn thấy nhân vật của chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta gọi là chỉ thấy những cái hành động của chúng ta khi mà chúng ta bắn thôi. Nên là các bạn nhìn rất là rõ đối phương ở đâu. Nhìn rõ đối phương mới lại dễ chơi hơn là cái map cái chế độ kia. Rồi trận đấu sắp bắt đầu rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, lên máy bay nào. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chúng ta sẽ cùng xem cái nơi mà chúng ta sẽ nhảy xuống nha. Ok, chỗ này rất là đông dân cư. Thôi mình sẽ nhảy ở ngay khúc này đi. Ok, chấm đây. Phóng tàu đầu ra này. Đó, Quasley. Khu đấy là khu gì tao không biết là như nào nữa. Nhưng mà wow, khu này đông phết đấy anh em ạ. Thôi mà không nói nhiều nữa nhảy. Mình sẽ cắm đầu xuống cái chỗ mà mình cần tìm tới. Đây chính là khu mấy ngôi nhà này anh em ơi. Đó các bạn đã chơi cái mặt nhìn cái map Sanhok chưa? Rất là chất chơi người chơi. Rồi anh em ơi, má chỗ này. Thôi đi lên cái nhà trên đi các bạn ạ. Đi lên nhà trên xong khi nhảy lại nhà dưới. Úi, đây là khả năng bay dù của mình rất là đẳng cấp. Đó là một tầm cao mới luôn. Rồi đi xuống đây em ơi. Xuống đúng nhà luôn em ơi. Hay quá em ơi. Tuyệt vời luôn nào, phát đu rủ quá. Rồi đặt đây. Đấy các bạn thấy góc nhìn thứ nhất không? Mình không biết gọi cái này là góc nhìn thứ nhất. Mình nói chung là mình gọi đây là góc nhìn FPP đi. Đó, còn cái kia là TPP hay là cái gì đó. FPP góc này là góc nhìn thứ nhất. Mình cứ gọi vậy đi nha, ok. Có súng rồi. Ngày nặng luôn, coi. Thằng nào vô đây, bơi đây, bắn luôn. Nhìn nè. Hết rồi đấy các bạn. Ma ơi, trong căn nhà nó hết rồi đó. Uầy, wow, bắn nhau rồi. Cái đọc xanh chứ chưa gì là bắn nhau rồi đó bay. Thấy nó rồi nhưng mà mình không kịp phản ứng, nó đã giết mình rồi. Mẹ, mất dạy các bạn. Thôi đã, thêm phát khác các bạn. Thấy nó rồi đấy, nhưng mà không kịp phản ứng. Cày vãi trưởng. Cày thế là thế mèo nào. Số các bạn ạ. Mình thấy nó rồi. Ok. Mình thấy nó rồi chứ. Mình đang định bắn rồi, bắn trước mình rồi, bắn chết, bắn ghê thật. Đấy, thằng này bắn gắt quá các bạn. Bắn gắt quá. Đấy, bắn cực gắt luôn đấy. Sự là trận đấu đó là hơi bị sự là nó rất là khó diễn tả làm sao mà thằng đấy nó lại bắn ghê vậy. Mình mới thấy nó lũ nhắm nhắm rồi và chưa kịp nhắm nữa thì nó cho mình lên thứ 3 rồi.
Rồi, trận đấu mới sắp bắt đầu không gì các bạn ạ. Thua trong này sẽ ra bài kéo khác, không có gì phải là vội vàng lăn tăn rồi gì hết, ok. Bạn nhớ mặt mình nha, bạn nhớ mình nha, bạn nhớ bạn giết mình nha. Cái đầu xanh mà, cái đầu xanh mà. Đó nè, vô luôn. Xôi ôi, này có táo đắt, ghê dữ dằn á. Xôi ôi. Xin nói thật với các bạn là mình là mới chơi trận game này chỉ chưa được một tuần các bạn ạ. Nói thật với các bạn là mình mà chơi chưa thì cái thằng đấy là mình cho nó lên tông thiên nhà nó rồi. Không phải là mình để cho nó lẩm nhẩm cho nó đâu. May cho nó thôi. Nó gặp phải tay cùi giống mình đấy. Nhưng mà không sao các bạn ạ. Cái gì cũng phải cần phải gọi là thời gian kiên trì luyện tập. Không phải là ngày một ngày hai ra bắn hai được đúng không? Các bạn công nhận á. Úi sổ đập ngay mặt. What the fuck, cái đầu xanh. Cái đầu xanh này. Mày làm sao? What the fuck. Lát thổ nó đơ luôn các bạn. Đây chắc chắn mình khẳng định 100% đây là map của Thái Lan tạo ra luôn. Map Sanhok rồi đúng rồi, Thái Lan rồi. Yeah yeah yeah. Yeah yeah. Mày sao mày? Cái đầu xanh nó chạy rồi các bạn ạ. Cái đầu xanh này mày chạy. Hết táo các bạn. Hết táo chứ có đấm. Rồi, đi máy bay. Oh yeah. Tiếp tục mở cái bản đồ ra coi. Máy bay nó bay hướng nào tới đây. Nhảy đâu giờ ta. Bay đi anh em ơi, chấm đây. Chú. Ok. Phóng to cái bản đồ ra nào. Sắp tới chỗ cần nhảy. Vậy rồi, không biết tới không nữa. Wow, chỗ này nhiều nhà vậy á. What fuck. Chỗ này đông quá các bạn ơi, không vào đấy đâu. Vào đây đi. Chỗ này đông quá đẹp ạ. Nó đông chỗ nó bắn cho bỏ mè luôn á. Thôi xong rồi, đu rủ sáng thế em ơi. Mong có thằng nào tới đây các bạn. À, có thằng rồi, nhanh lấy súng nhanh. Ui. Súng đâu? Ba lô. Súng đây. Thế có thằng rồi. Nó lấy nhảy nhà bên cạnh này sao các bạn. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Mày đâu mày ra đi mày ơi. Không nghe gì được các bạn ơi. Ngoài xuống này bắn được 2 viên lần thôi á. Mình có giáp chưa ta? Mình có giáp chưa nữa. Má lời chơi là cảm giác luôn. Má này mình thấy có thằng ở đây mà. Video đây thì các bạn ơi, ngày hôm nay mình đã chơi gọi là chế độ FPP.
đó, và chơi cái map gọi là Sanhok thật sự rất là vui, map Sanhok các bạn rất là sướng, thật sự là thằng này là rất là may mắn, nó là súng lẫn cái là súng vui vãi trưởng luôn rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn những video tiếp theo nha, bye bye.